quý vị vừa được thưởng thức giọng ca trẻ của Thanh Nguyên, ca khúc Thầm Thẳm Ơn. Dạ vâng, và có ý kiến cho rằng là nhà thơ Trần Đình Thọ thì là có những cái dấu ấn đậm đà của thời gian, và có khi thì thời gian làm biến đổi sinh vật để hóa thân thành một hoài niệm. Dạ vâng, những câu thơ giao diết rất là buồn và đẹp tuyệt trần. Thuở ấy tóc ta như muôn vật và mắt em thầm thẳm như trời, bây giờ muôn trầm như mây trầm bay mạnh lên trời thầm thẳm hơn. Dạ vâng, đó là những câu thơ giao diết trong bài thơ Nguồn gốc loài mây trầm, nằm trong tập thơ Cho người tôi thương nhớ. Và đây cũng chính là ca khúc mà Thanh Huyền vừa thể hiện, đó cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Trọng Tài, và cũng rất là thành danh với lại ca sĩ Mai Hoa. Và kính thưa tất cả các quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, trong cuộc vui ngày hôm nay, thì ban tổ chức cũng liên tục nhận những cái phần quà tinh thần của tất cả chín quý vị ngồi ở dưới đây dành cho chú Trần Đình Hòm. Và ban tổ chức chú cháu cũng rất là mong nhận được những cái bản đăng ký, những ca khúc, những bài thơ và bất cứ những cái món quà tinh thần nào dành cho chú Trần Đình Hòm và cũng như tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì cháu xin được tất cả các cô chú, các cô chú, các chị chúng ta cùng nâng ly. Dạ vâng, ly của các cô chú, các chị đâu ạ? Chúng ta cùng nâng ly lên để chúc mừng chú Trần Đình Hòm. Dạ vâng, và ngay sau đây sẽ là một ca khúc được nhạc sĩ Phú Ân phổ thơ. Bài thơ này là bài thơ Áo của chú Trần Đình Hòm. Và một chút nữa thôi thì chú cũng sẽ lên chia sẻ một chút. Bài thơ này được sáng tác năm 1990, thì được ghi trong Tinh Hoa Thơ Việt. Dạ vâng, và ngay sau đây ca khúc Áo Vàng Em Mặc sẽ được thể hiện dưới giọng ca của chị Thùy Dung. Và trước khi chị Dung lên sân khấu thì cháu xin được mời chú Trần Đình Hòm, chú sẽ chia sẻ về ca khúc Áo Vàng Em Mặc qua bài thơ Áo của chú. Thưa tất cả các quý vị, cái này áo này nó có một viên mẫu, cái này áo này, áo vàng này nó có một viên mẫu, rồi anh bạn tôi kể lại như thế này. Tôi sẽ xin kể cho bạn chút ạ. Cái bài áo vàng này thì anh ấy đi chơi với một người bạn, một người bạn tình của anh ấy ở một cái quả đồi thông ở Đà Lạt. Và cái nắng chiều ở Đà Lạt rất kỳ lạ, nó sánh như mật ong vậy. Thế và đẹp vô cùng. Thế thì tôi bảo anh xem cái buổi chiều Đà Lạt nó đẹp như thế nào. Thế và cuối cùng thì anh con trai này cũng bảo là lát nữa đêm sẽ xuống và tất cả những vẻ đẹp này sẽ mất đi. Sau đó thì cô gái bảo em, thế thì anh ngồi đây chơi một tí, em xin phép cho chúng cố mua một cái gì đấy. Nhưng mà chỉ cần 20 phút sau thì ở dưới chân đồi thông Đà Lạt đấy, mi hiện lên một cô gái mặc một cái áo măng tô vàng rực và cô tiến lên phía mình rồi. Thế thì bài thơ ấy được viết và làm cho tôi cảm động. Và tôi viết bài thơ như thế này, có 8 câu là ca từ của bài hát Áo Vàng Em Mặc do nhạc sĩ Phú Ân. Sau khi thì Dung hát, chúng ta sẽ được nghe cả Lê Dung hát ở trên đĩa nữa. Cái bài ấy là như thế này ạ. Chiều ấy nắng không dừng lại, bài có 8 câu. Chiều ấy nắng không dừng lại, giống như mọi buổi chiều thôi. Thương tôi áo vàng em mặc, cho màu chiều ấy không đôi. Cô gái khoác lên mình một cái áo măng tô, bởi vì anh ấy vừa nói là lên sẽ xuống và màu áo sẽ mất. Chiều ấy nắng không dừng lại, giống như mọi buổi chiều thôi. Thương tôi áo vàng em mặc, cho màu chiều ấy không đôi. Giờ nắng có còn đọng lại trên áo người mặc vì tôi. Trao áo nguyên màu nắng mà chiều ấy quá xa xôi. Thế thì nhạc sĩ Trọng Tài, nhạc sĩ Phú Ân và có sự giúp đỡ của nhạc sĩ Quốc Quang đấy đã phối hợp làm nên ca khúc Áo Vàng Em Mặc. Sau đây xin mời các bạn và tất cả chúng ta sẽ nghe ca sĩ Thùy Dung, mời ca sĩ Thùy Dung sẽ lên hát bài này, và sau đó chúng ta sẽ nghe Lê Dung cũng hát bài này, Kiều Anh cũng hát bài này trên băng đĩa của chúng ta. Vâng, và hôm nay xin được gửi tới bác sư Trần Đình Hòm cùng với tất cả quý vị ca khúc Áo Vàng Em Mặc. Áo vàng em mặc,
chị vừa được thưởng thức ca khúc Áo Vàng Em Mặc, phổ thơ từ ca khúc từ bài thơ Áo của nhà thơ Trần Minh Hồng qua giọng ca của nữ ca sĩ Trần Nguyên. Thì ngoài các ca sĩ được mời ở nhà kèn thì chúng ta đây tôi đề nghị tham gia chương trình cũng có chương trình như này, tất cả chúng ta sau khi đi chụp ảnh chúng ta lại về chỗ ngồi và có thể ôm đi ta hay là nhờ nhạc sĩ đây, nhạc sĩ để nhạc cho để chúng ta hát, ví dụ khi là tự nhiên tôi ngồi đứng lên tôi hát con người không đến hay là anh như quang minh ngồi đứng lên và đây nhạc sĩ Nguyễn Trọng Thảo thì có thể hát lúc ba bài mà như chúng ta trước đối với Nguyễn Trọng Thảo thì vai nào cũng tuyệt vời cả, đối với tôi nhà này nào cũng tuyệt vời cả. Thế thì chúng ta có thể dùng nhạc đẹp của câu lạc bộ và đồng thời và chúng ta cũng có thể ôm đi ta hay là xin mời tất cả các cô chú các chị cùng lên sân khấu. Các phương tiện thông tin đại chúng.